mà thằng nào không có bài, chưa có bài chưa có bài xin ơi, chưa có bài xin à, ok cảm ơn xin bắt tay bài, không có bài nên là không biết. Vậy bắt thằng nào xin được ôn bài trước là xin phốt lên đi. Ok, cảm ơn xin cộng đồng. Kinh Tiểu Bộ Iti Vuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, Chương 3, Phẩm Nan Đà, Bài 1. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Chetavana, trong khu ông Anathapindika. Lúc bây giờ, một tỳ kheo ngồi không xa Thế Tôn, ngồi kiết già, lưng thẳng, chịu đựng sự đau đớn, kết quả nghiệp về trước. Nhói đau, cực khổ, thống khổ, chánh niệm, tỉnh giác, không có sầu não. Thế Tôn sau khi biết, hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Tỳ kheo bỏ mọi nghiệp, tẩy sạch bụi làm trước, an trú không ngã sở, không cần nói với người. Dạ hết. Dạ, mến mời xin cầm vần tiếp theo. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, dạ, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ, Nam Mô Sơn Kha Giá. Dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ Giáo Pháp, con kính hành lễ Đức Tăng. Mến chào cô tu nữ Như Pháp, Huynh Quát Tha Na. Ai kia đó xuyết buông bỏ, châu khoan, thăm má xú khá, chị lạc lên, thi an lạc, tô thị phúng, cô tu nữ tuệ duyên. Và Sitina và tất cả, kính chào tất cả quý Phật tử. Công dân xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Trí Quốc Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, Phẩm Nan Đa, bài 1. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sa Quát Thí, tại Chê Á Quá Ná, trong khu vườn ông Á Na Thá Binh Đi Cá. Lúc bấy giờ một tỳ kheo ngồi không xa Thế Tôn, ngồi kiết già lưng thẳng, chịu đựng sự đau đớn, kết quả nghiệp về trước, nhói đau, cực khổ, thống khổ, chánh niệm, tỉnh giác, không sầu não. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Tỳ kheo bỏ mọi nghiệp, tẩy sạch bụi làm trước, an trú không ngã sở, không cần nói với người. Dạ hết. Dạ, mến mời bàn tay của Sít Trạng Đông. Dạ mời Sít. Sa thú cô cảm dân, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ cô tu nữ tuệ duyên. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vút Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, Phẩm Nan Đa, bài 1. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sa Vát Thí, tại Chê Tá Vá Ná, trong khu vườn ông Á Na Thá Binh Đí Cá. Lúc bấy giờ một tỷ kheo ngồi không xa Thế Tôn, ngồi kiết già, lưng thẳng, chịu đựng sự đau đớn, kết quả nghiệp về trước, nhói đau, cực khổ, thống khổ, chánh niệm tỉnh giác, không có sầu não. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Tỷ kheo bỏ mọi nghiệp, tẩy sạch bụi làm trước, an trú không ngã sở, không cần nói với người. Dạ thưa chấm dứt. Kính mời Sis Tina, Sis Quang Thanh, Sis Tô Thành Phố. Dạ kính mời Sis Tina. Con kính đảnh lễ.
Alo Tì Đan ở trong room, trong room không được không không nghe Tì Nam đấy nhá. À, mời Tì Nam cầm mic trở lại nhé. Con kính đảnh lễ và ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, Phẩm Nan Đá. Như vậy tôi nghe, một thời Thệ Tôn trú ở Sawatthi, tại Chê Tắc Quán Ná, trong khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, một tỳ kheo ngồi không xa Thệ Tôn, ngồi kiết già, lưng thẳng, chịu đựng sự đau đớn, kết quả nghiệp về trước, nhói đau, cực khổ, thống khổ, chánh niệm, tỉnh giác, không có sầu não. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nổi lên lời cảm hứng này. Tỳ kheo bỏ mọi nghiệp, tẩy sạch bụi làm trước, an trú không ngã sở, không cần nói với người. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính mời vị kế tiếp. Dạ kính mời cô tu nữ tể duyên, cô tu nữ như kính mời cô tu nữ như pháp. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân ân đức pháp và ân đức tăng. Dạ đạo tràng có nghe được tín hiệu con không ạ? Dạ vâng, con cô Dạng Đông, cảm ơn cô Cẩm Vân và cô tu nữ Như Pháp và cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ con đảnh lễ ba Tư Na Nguyễn cho con biết được tín hiệu nghe rõ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng. Con kính đảnh lễ thực tại minh hạnh và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp và cô tu nữ Tự Duyên. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con đọc bài câu pháp ở kinh tiểu bộ Itivuttaka. Cảm ơn chú Quát Thà Na đã bắt bài. Kinh tiểu bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, phẩm Nan Đá, bài 21. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi tại Chê Tá Quá Ná, trong khu vườn ông Ana Thá Bin đã đi cá. Lúc bấy giờ, một tỳ kheo ngồi không xa Thế Tôn, ngồi kết già lưng thẳng, chịu đựng sự đau đớn kết quả nghiệp về trước, nhói đau cực khổ thống khổ, chánh niệm tỉnh giác, không có sầu não. Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Một, tỳ kheo bỏ mọi nghiệp, tẩy sạch bụi làm trước, an trú không ngã sở, không cần nói với người. Dạ con đã đọc xong, dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Tham ma giá Nam Mô Sang Kha giá, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ cô Như Pháp và kính chào đạo tràng. Dạ bây giờ thì Duyên xin đọc kinh tiểu bộ. Dạ cảm ơn chị Rạng Đông, Quỳnh Thanh và Quỳnh Quách Thanh Á đã bóp bài. Kinh tiểu bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, phẩm Nan Đá, bài 21. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi tại Chê Tá Quán Ná, trong khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, một tỳ kheo ngồi không xa Thế Tôn, ngồi kiết già, lưng thẳng, chịu đựng sự đau đớn, kết quả nghiệp về trước,
nhói đau, cực khổ, thống khổ, chánh niệm, tỉnh giác. Không có sầu não. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Tỳ kheo bỏ mọi nghiệp, tẩy sạch bụi làm trước, an trú không ngã sở, không cần nói với người. Dạ hết. Dạ con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tân mới vừa vào đạo tràng. Dạ tự nhiên đã đọc bài xong. Dạ bây giờ kính mời cô Như Pháp ạ. Bỏ tay tự nhiên xuống giùm, bây giờ sân bỏ không được. Dạ, xa thú, kính cảm ơn cô tiên nữ Tệ Duyên. Nam mô Bích Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô Đặng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu. Dạ, trước nhất là Như Pháp con xin sám hối với đạo tràng, cũng như xin huynh Bát Thanh Á hoan hỷ cho Như Pháp nha. Ngày hôm nay là một ngày Như Pháp rất là rối. Con không biết sao mà con nhắn tin và con gọi điện thoại cho Thượng Tọa Pháp Tân không được. Con cũng rối một điều. Rồi tới không thấy sư Minh Hạnh vào, lại rối thêm điều nữa. Và con liên lạc với sư Tự Đức, thì sư Tự Đức lại đang lái xe từ Sài Gòn về Vĩnh Long. Rồi xong rồi là sư Minh Hạnh gọi điện cho con, nói hỏi con chứ có vào banh thoát được không. Con nói dạ con vào bình thường. Sư nói không biết sao mà từ hồi sớm tới giờ sư vào hoài không được, mà sư vào cái gì cũng được, thậm chí sư gọi cho cô cũng được, mà bây giờ sư vào quanh thoát thì nó lại nói là không có nét, nên là cũng rất là rối. Nên Như Pháp không kịp gửi bài cho Bình Quá Thanh Ái, cũng như lúc nãy Cẩm Bích cũng không có kịp chào đạo tràng. Con kính mong quý ngài và đạo tràng hãy hoan hỷ cho con. Vậy hả Ngân Thanh? Nên ngày nay con rất là rối, nhưng mà không sao, đào banh thoát là phải chấp nhận chỉ cái sự rối đó thôi. Nhà từ xưa tới giờ rồi, bây giờ thành đỡ rất là nhiều rồi, hồi xưa còn rối hơn nữa. Nhà quan thanh yên tâm đi, cái đào banh thoát là bị như vậy đó, chuyện rất là bình thường. Dạ năm mô bên hai dạ. Dạ còn vị nào ôn bài nữa không ạ? À? Còn vị nào ôn bài thì cho một bàn tay ạ. À. Dạ, nếu không có vị nào ôn bài, con xin được ôn bài tiêu phụ kinh. Dạ, cảm ơn huynh Quát Thanh Á. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, Phẩm Nan Đà. Bài 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở sau Quá Thi, tại Chê Tá Quá Ná, trong khu vườn ông Anna Tha Phin Đi Cá. Lúc bấy giờ, một tỳ kheo ngồi không xa Thế Tôn, ngồi kiết già, lưng thẳng, chịu đựng sự đau đớn, kết quả nghiệp về trước, nhói đau, cực khổ, thân khổ, chánh niệm, tỉnh giác, không có sầu khổ. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Một tỳ kheo bỏ mọi nghiệp, tẩy sạch bụi làm trước, an trú không ngã sợ, không cần nói với người. Và bạn chánh văn nên mất. Năm mô Bích Thai dạ, và theo đồng hồ của con thì còn sớm tới 11 phút. Nếu Thượng Tọa Pháp Tân có sẵn sàng cho chúng con thỉnh Pháp Sư thì sư cho con một tín hiệu hoặc đọc bài mới. Dạ, xa thú con tri ân sư. Dạ, bài mới hôm nay rất là dài. Dạ, vậy con thỉnh Pháp Sư rồi con đọc bài mới hả sư ha? Là con thỉnh luôn. Hay là con đọc bài mới trước rồi thỉnh Pháp Sư? Xin cho con xin một tín hiệu ạ.
Dạ vậy thôi, Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Phật Tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Ga Wa To A Ra Ha To Samma Sambuddha Sa Nam Mô. Xin sám hối với đạo tràng. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Samma Sambuddha Sa Nam Mô. Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên Phật ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhóm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử, con thầy thính giữ Pháp từ. Đó là nhôm kiều chẳng như, nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 40 năm hạ giáp vẹn toàn. Dạ con xin đọc lại ạ. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhậm vườn lộc giả ngài dời chân sang. Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ Pháp từ. Đó là nhân kiều chẳng như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con thành kính đã để Đức Tuệ Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Sa thú kính cảm ơn Minh Quát Thanh Ái cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, Phẩm Na Ná, bài 2. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sa Quá Thi tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn của ông A Ná Pin Đi Cá. Lúc bấy giờ Tôn giả Nanh Đá, em của Thế Tôn, con của người gì, nói như sau với nhiều tỷ kheo. Này các hiền giả, tôi sống đời phẩm hạnh, sau khi bỏ học tập, tôi sẽ hoàn tục. Một tỷ kheo khác đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên bị tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Nanh Đá, em của Thế Tôn, con của người gì, nói như sau, vân vân, tôi sẽ hoàn tục. Rồi Thế Tôn bảo một tỷ kheo, này tỷ kheo, hãy đi và nhân nhanh ta, bảo tỷ kheo Nanh Đá. Hiền giả Nanh Đá, bậc đạo sư gọi hiền giả, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả.
đi đến tôn giả. Nam Đá đạo sư gọi hiền giả: thưa vâng, bạch Thế Tôn, tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Đi tôn giả Nam Đá, sau khi đến nói với tôn giả Nam Đá: hiền giả Nam Đá, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, hiền giả, tôn giả Nam Đá vâng đáp vị tỳ kheo ấy. Đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Nam Đá đang ngồi một bên: có thật chăng, này Nam Đá, ngươi nói như sao với tỳ kheo? Này các hiền giả, tôi sống phạm hạnh không có hoan hỷ, vân vân, tôi sẽ hoàn tục. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, nhưng này, không hoan hỷ cái gì? Ngươi sống phạm hạnh, khiến không chịu nổi sống phạm hạnh, từ bỏ học tập, ngươi sẽ hoàn tục. Bạch Thế Tôn, khi con từ bỏ gia đình, một thích nữ, một thích ca nữ, cô gái đẹp trong nước với tóc chảy mới nửa phần, ngó nhìn con và nói: quý tử Ách Nhất Bút Ta, hãy về gấp. Bạch Thế Tôn, vì con không thể quên nàng nên con sống phạm hạnh không có hoan hỷ, con không có thể chịu nổi đời sống phạm hạnh. Sau khi từ bỏ học tập, con sẽ hoàn tục. Rồi Thế Tôn cầm tay tôn giả Nam Đá như người lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hai co lại bàn tay đang duỗi ra, như vậy biến mất ở Chê Tá Qua Ná và hiện ra tại cõi trời 33. Lúc bấy giờ, khoảng 500 thiên nữ đi đến để hầu hạ thiên chủ Sát Cá, và chúng được gọi là có chân như chim bồ câu, các cú tá bà đi nì. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo giả Nam Đá: này Nam Đá, ngươi có thấy 500 thiên tử này có chân như chim bồ câu không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Này Nam Đá, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ai đẹp đẽ hơn? Hai ai đáng ưa nhìn hơn? Hai ai khả ái hơn? Thích nữ, thích ca nữ, cô gái đẹp trong nước hay 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu này? Bạch Thế Tôn, ví như một con khỉ cái bị thương. Balut Thammat Khati, tai mũi bị chặt đứt cũng vậy. Thích ca nữ, cô gái đẹp trong nước, nếu đem so sánh với 500 thiên nữ có chân như chim bầu câu này, không thể ước lường so sánh, không bằng một phần nhỏ, không thể so sánh với chúng. 500 thiên nữ này đẹp hơn, đáng ưa nhìn hơn, khả ái hơn. Hãy hoan hỷ, này Nam Đá, hãy hoan hỷ, này Nam Đá. Ta đền Bát Ti Phúc Cá cho ngươi 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu ấy. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đền cho con 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu, thời bạch Thế Tôn, con sẽ sống hỷ trong đời sống phạm hạnh. Rồi Thế Tôn cầm cánh tay của tôn giả Nam Đá như người lực sĩ vân vân đang duỗi ra, như vậy biến mất ở chư thiên cõi trời 33, hiện ra ở Chê Tá Qua Ná. Các tỳ kheo được nghe tôn giả Nam Đá: em Thế Tôn, con của bà gì sống phạm hạnh vì mục đích thiên nữ? Chúng nói với Thế Tôn: con hứa đền 500 thiên nữ với chân như chim câu. Rồi các tỳ kheo bạn của tôn giả Nam Đá gọi tôn giả Nam Đá là người làm thuê, Hát Tất Cả là người buôn bán, U Bát Ký Tất Cả. Tôn giả Nam Đá là người làm thuê, tôn giả Nam Đá là người buôn bán,
Vì mục đích thiên nữ, tôn giả nên đã sống phạm hạnh. Thế Tôn có hứa đền cho 500 thiên nữ gõ chân như chim bồ câu. Rồi tôn giả Nanh Đá bị bực phiền, Atimamano, tủi nhục, Harayamano, chán ngấy, Chigutchiyamano, bởi bị gọi là người làm thê, là người buôn bán, sống trong sống một mình, viễn ly không phong vật, nhiệt tâm, tinh cần, tự tính không bao lâu. Do mục đích gì thiện nam tử chân cảnh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vô thượng cứu cánh phạm hạnh ấy. Ngay trong hiện tại, vị ấy tự mình với thân trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Nanh Đá trở thành một vị A-la-hán nữa. Rồi một thiên nhân khi đêm đã gần mạng, với dung sắc thù thẫn, trói sáng toàn dùng chê ta quá nạ, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lệ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tôn giả Nanh Đá, con trai của bà gì, do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thân trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu giải thoát. Trí khởi lên nơi Thế Tôn: Nanh Đá, do đoạn trừ các lậu hoặc, vân vân, vô lậu tâm giải thoát. Rồi tôn giả Nanh Đá sau khi đêm ấy đã mãn, đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Nanh Đá bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có hứa đền cho con 500 thiên nữ với chân chim bồ câu. Bạch Thế Tôn, con xin giải tỏ cho Thế Tôn lời hứa. Ê Tát Ma Bát Tích Sa Qua đền ấy, này Nanh Đá, với tâm của ta, ta rõ biết tâm ngươi, do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, vân vân, tuệ giải thoát. Đại nữa, một thiên nhân có bảo cho ta tin ấy. Bạch Thế Tôn, tôn giả Nanh Đá, vân vân, tuệ giải thoát. Vì rằng, này Nanh Đá, tâm ngươi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ, nên ta được giải thoát khỏi lời hứa này. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. 2. Ai vượt khỏi bùn đầy, đè bẹp gai của dục, đạt được duy đoạn diệt vị tỳ kheo như vậy, không cảm thọ khổ lạc. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Cảm ơn cô tu nữ Như Pháp đã đọc cho cái bài học hôm nay. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào chư Phật tử, với cô tu nữ. Hôm nay chúng ta học cái bài Ba La Mã ở trong phẩm Nanh Đa. Trước khi giảng bài học hôm nay, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt: Arahant Samma Sambuddho Buddhang Pháp A Quan Tăng A Phí Qua Đề Mỹ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đạt giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn, xoa khá tô phá gá quá ta tham mô tham mang, nam mát sa mí nhất tâm đảnh lễ giáo pháp. Do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Số ba tí ba nô phá gá quá tô sa hoa ca sang khô sang khăn nạp ma sa mí, nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng,
các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái phần chánh kinh chúng ta cũng đã nghe đọc. Chúng tôi xin tóm lược lại cái câu chuyện của dư sự mà Đức Phật ngài dạy cái Phật ngôn hôm nay. Đó là dư sự đề cập đến tôn giả Nanda. Tôn giả Nanda này đó, thì khi mà Đức Thế Tôn ngài ở tại Chetavana, thành Savatthi, lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn ngài có đề cập đến một vị tôn giả tên là Nanda. Tôn giả Nanda thì là bà em, bà con, bạn dì của Đức Phật, có nghĩa là vị này là con của bà Mahapachakotami. Còn Đức Phật thì ngài là con của bà Maya, là hai chị em ruột với nhau. Tôn giả Nanda này là khi mà còn ở tại hoàng cung, khi còn là một vị hoàng tử công tử đấy, thì có quen một cái người phụ nữ rất là đẹp. Thì cái ngày mà sắp sửa thành hôn thì Đức Phật ngài xuất hiện. Thì khi mà ngài xuất hiện như vậy, không biết ai đây, ai có cái hình mà hoàng tử đi sau ôm bát của Đức Phật, đi phía sau Đức Phật, Phật đi về cái vị hoàng tử công tử Nanda này là cứ đi theo thôi. Rồi đó thì Đức Phật ngày đến đó ngày tiếp độ, mà nhân cái ngày thành hôn, ngày tiếp độ, chuẩn bị thành hôn, ngày tiếp độ, ngày dẫn tôn giả Nanda đi luôn. Rồi ngày để cho tôn giả Nanda khi là còn là thái tử đó, hoàng tử đó, công tử đó, ôm cái bát cứ đi theo ngài hoài. Thì Nanda thì cũng dị nể, cứ ôm cái bát Đức Phật đi theo. Đức Phật thì lý do là phải đi tránh khỏi chỗ đó, Đức Phật mới tiếp độ. Thì sau đó thì Đức Phật mới tiếp độ Nanda xuất gia. Nhưng mà khi xuất gia thì lại, mặc dù là một vị tu sĩ, một vị tăng sĩ, nhưng mà là vẫn nhớ đến cái người vợ cũ, cái người mà bị hôn thê của mình, sắp sửa cưới của mình, cứ nhớ hoài, tư tưởng hoài. Tại vì cái cô này rất là đẹp, cũng là sắc nước hương trời. Cho nên là hoàng tử Nanda, công tử Nanda mới tư tưởng hoài. Thì Đức Phật ngài hiểu được cái tâm trạng của hoàng tử Nanda, cho nên rằng là sau đó thì mấy vị tỳ kheo này đó là sống chung với nhau, mà cho nên là Nanda cũng có nói rằng mình xuất gia đó là coi như là mình không có được cái sự an lạc ở trong chánh pháp này. Lý do là cứ nhớ về cái người vị hôn thê của mình, cho nên rằng muốn hoàn tục cứ như vậy. Thì Đức Phật ngài cái việc đó đó là khi mà các vị tỳ kheo đã thưa trình lại Đức Phật, đến tay Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới kêu vị tỳ kheo mà gọi là Nanda đó lại hỏi có phải như vậy không. Thì Nanda cũng nói thật, đó là xuất gia theo mà cứ tư tưởng cái người đó muốn hoàn tục. Phật mới biết vậy, cho nên là Phật mới
dẫn dụ thần thông đó, mới là dắt Nan Đà đi lên đến cõi Tam Thập Tam, tức là cõi Đau Lợi, để gặp các vị tiên nữ. Thì chúng ta biết rằng các vị tỳ kheo trẻ đó, thì chọc Nan Đà, chọc vị là Nan Đà đó, Nan Đà đó, rằng là giống như là một cái người làm thuê vậy đó. Giống như làm thuê, giống như là một cái người buôn bán. Làm thuê thì chỉ giống như mình hiểu là cái gì mà nó bằng đồng tiền á, thì nó phải bỏ công sức. Mình đi làm thuê, mình bỏ công sức ra thì mình sẽ lấy được cái kết quả của ngày lao động đó. Còn mình buôn bán thì một ngày mình đi buôn bán thì chắc chắn là mình phải lấy được cái đồng lời. Chỉ vậy thôi, chứ không nghĩ gì hơn. Thì người ta chọc như vậy đó, để người ta trêu như vậy đó, để cho rằng là sống không có lý tưởng, sống mà cứ tư tưởng với một cái gì hôn thê mình hoài, trong khi không thấy được cái đời sống hạnh phúc của đời sống phạm hạnh của một vị tăng sĩ. Cho nên là các vị tỳ kheo mới chọc như vậy. Thì sau đó cái câu chuyện nói rằng Đức Phật đã dẫn dụ, dùng thần thông dẫn dụ vị tỳ kheo Nan Đà lên cõi trời Đau Lợi để gặp 500 tiên nữ. Dạ, 500 tiên nữ. Số 500 này là cái con số mà lại chỉ là ước lượng thôi. Chỉ nói là đông chứ nó không biết chính xác. Nhưng mà nói con số 500 là để cho chúng ta biết rằng hầu như là các vị thiên nữ đó rất là đẹp ở cõi trời. Thì khi mà Nan Đà thấy các vị thiên nữ đó, đó rất là đẹp như vậy đó, cho nên rằng là nếu mà hỏi được hỏi đó, thì so sánh lại ở mình đó, thì vị hôn thê của mình mặc dù là đẹp ở cõi trần gian thật, nhưng mà rồi đó cũng không đẹp thôi, giống như là một cái con khỉ mà bị chết cháy vậy đó. Nó không có một cái so sánh mà nó rất là khập khiễng, rất là khập khiễng. Cho nên là thì Đức Phật ngài mới quyển dụ, hướng dẫn từ từ. Rồi cuối cùng thì Nan Đà vì thấy rằng là cái việc mà mình xuất gia nó không có lý tưởng, cho nên là quyết tâm, quyết tâm với cái sự quyết tâm của mình để tầm thực hành cái con đường phạm hạnh đó, tức là thực hành giới, thực hành tuệ đó. Và khi mà thực hành giới, thực hành tuệ đó, một thời gian sau thì vị này chứng gọi là thành tựu quả vị A-la-hán. Thành tựu quả vị A-la-hán. Và khi mà thành tựu quả vị A-la-hán thì vị đó trước tiên đó, ở trong cái câu chuyện này được kể đó là vị Nan Đà đó đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ thành đạt an trú vô lậu tâm giải thoát. Có nghĩa là sao? Hiểu rằng là cái vị này chứng đắc thiền. Chứng đắc thiền. Vị này chứng đắc các cái thiền. Hiểu đó là bát thiền đó, hay hoặc là tứ thiền. Tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bát thiền là chúng ta nói đến bốn cái thiền vô sắc nữa, là thiền không vô biên, thiền thức vô biên, thiền vô sở hữu xứ và thiền phi phi tưởng xứ. Cho nên là quý vị này chứng đắc được các cái thiền chứng mà ta thường được nói như là thiền chỉ hay là thiền định. Thì dĩ nhiên khi mà chứng được cái tứ thiền trong kinh tạng thì vị này có thần thông thắng trí, là do rằng là sao? Ở đây đó là tâm áp chế tất cả các cái thiện cái, làm cho các cái thiện cái được lắng dịu đi. Rồi sau đó vị ấy tuệ quán, tuệ quán, rồi chứng đắc quả vị A-la-hán luôn. Tuệ quán chứng đắc quả vị A-la-hán. Cho nên ở đây được gọi là tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát. Cái kia được gọi là tâm giải thoát. Tâm giải thoát. Giải thoát ở đây là gì?
tâm giải thoát là tâm được áp chế lắng dịu đi, làm cho các triền cải không còn. Và tuệ giải thoát ở đây tức là do cái tuệ quán, cho nên vị hành giả đoạn trừ được các cái lậu hoặc bằng trí tuệ, trong đó có vô minh, tham ái, chấp thủ, rồi những cái phiền não đó gây nên cái, tạo nên cái đời sống luân hồi này. Cho nên vì đó tuệ quán để cắt đứt cái phiền não và giải thoát, thành tựu quả vị A-la-hán, mà trong kinh gọi là vị câu phần giải thoát. Câu phần giải thoát tức là vừa đạt được cái tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Chúng ta nhớ rằng là các vị A-la-hán của Đức Phật, có vị thì lục thông, chứng quả vị A-la-hán có lục thông, có vị thì có tứ tuệ phân tích, có vị thì chỉ chứng quả vị A-la-hán suông thôi, tức là do cái tuệ quán rồi cái sát na tuệ sanh khởi lên thì chặt đứt cái phiền não vô minh, tham ái, chấp thủ đó, cho nên là vị đó chứng quả vị A-la-hán thôi, chứ không có qua cái giai đoạn là vì đó tu tập thiền định để rồi chứng các cái tầng thiền sơ diện nhị tam tướng thiền. Hoặc là có những vị A-la-hán tứ tuệ phân tích, rồi có những vị A-la-hán chứng tâm minh, vân vân. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng là tùy theo một cái nguyện lực hạnh nguyện của một vị hành giả đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ngài Nan Đà chứng được cái gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tức là mình hiểu là một vị A-la-hán có được các cái, chứng được các cái thiền chỉ, thiền, tầng thiền của sắc giới chẳng hạn, rồi chứng quả vị A-la-hán luôn. Như vậy hiểu là vị đó có thể là có thần thông. Chúng tôi trở lại cái nội dung của cái bài kệ này đó. Thì Đức Phật ngài cho chúng ta biết về cái ý nghĩa chính trong cái nội dung của bài kệ này đó. Thì Đức Phật ngài dạy rằng ai vượt khỏi buồn này, đè bẹp gai của dục, đè bẹp gai của dục, đạt được si đoạn diệt. Bây giờ chúng ta thấy rằng Đức Phật hỏi nói rằng ai mà vượt khỏi buồn này. Buồn này là gì? Tức là chỉ cho phiền não nói chung và dục ái nói riêng. Khi nói đến dục ái thì chúng ta hiểu đó là tham rồi. Cho nên ái, dù chúng ta nói đến dục ái, sắc ái, nói đến cảnh giới đó, các cõi đó, thì dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Nếu nói đến tính chất của ái đó, thì còn gồm có dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Cho nên là cũng là tham ái. Chúng ta thấy rằng cái ái dục này đó, thì mình nói rằng ái dục là tại vì mình sống ở trong cõi dục, trong đó có cái gọi là sắc dục, trong đó có cái sắc dục. Chẳng hạn như là sự thật ra người ta nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân là vậy. Là vì là trước một cái người phụ nữ đẹp nói chung và cái vị hôn thê của mình sắp cưới đó, là một cái người phụ nữ đẹp như vậy mà không có động lòng thì không phải. Nhưng mà ở đây đó thì do cái khi mà xuất gia đó thì nghĩ rằng Đức Phật chỉ nói là đi theo ngài, rồi đó là ngài sẽ dẫn dụ hướng dẫn từ từ lần lượt rồi xuất gia rồi ban đầu thì nghĩ là xuất gia rồi để được cái gì, có nghĩa là sẽ được các vị thiên đó phục vụ, sau này có một cái điều gì đó được phục vụ. Nhưng mà sau đó thì chứng quả vị A-la-hán thì xin Đức Phật hãy xả bỏ những cái ý nghĩ đó, xả bỏ những cái ý nguyện đó. Cho nên là sự thật ra thì nói rằng một người mà vượt khỏi bùng này đó thì chính là cái sự trói buộc ở trong cái bận nhơ của ái dục, của dục ái. Dục ái. Cho nên rằng là đó cũng chính là cái tham thôi. Nếu chúng ta nói đó là căn bất thiện, đó là căn tham. Mà nếu chúng ta nói rằng là
cái nhân gốc của luân hồi đó, phiền não của luân hồi đó chính là ái, ái dục ái, à, dục ái. Cho nên là, và cũng chính cái ái đó, đó làm cho người ta phải khổ lụy, làm cho người ta phải khổ lụy. Chính cái ái mà khiến cho chúng ta ở trong đời này chúng ta phải thích cái này, chúng ta phải thương cái kia, chúng ta phải yêu cái nọ, vân vân. Và khi chúng ta thích, chúng ta thương, chúng ta yêu đó, thì chúng ta đều bị dính hết, dính mắc trong cái khổ. Và chính cái sự tham ái, dục ái đó khiến cho chúng ta tái sanh ở trong cõi dục. Cõi dục, trong đó có sắc dục. Cõi dục ở đây đó là sự thụ hưởng, cái sự cảm thọ thụ hưởng của các cái giác quan của mình. Mắt thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, và thân xúc chạm im ấm. Thế là tâm bị đắm nhiễm ở trong đó. Đắm nhiễm đó. Mà một người vượt ra khỏi những điều đó là vượt không còn đắm nhiễm trong ngũ dục, hay là vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của tái sanh trong các cái cảnh giới. Trong các cảnh giới, trong đó có cõi dục. Bởi vì cõi dục, các vị thấy rằng là nó có đầy đủ ngũ dục. Chúng ta sanh ra đời thì ăn mặc ở bệnh, hoặc là chúng ta mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, nó là toàn là trong cái thấy ở trong cái dục thôi. Và chính cái dục nó là cái chất liệu giúp cho chúng ta được sống vui, sống thỏa thích ở trong cái cõi dục này. Vì cõi dục mới có ngũ dục, cõi dục mới có sắc, thinh hương, vị xúc. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Đó là mình nói đến cõi dục. Nhưng mà nói đến ái đó, thì bao gồm cả dục ái, sắc ái và vô sắc ái ở trong các cái cõi, cõi sắc luôn, cõi vô sắc luôn. Còn nếu nói tính chất của ái đó, thì gồm dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Tức là cái ái, nếu mà mình nói ái dục, thì là cái tham thích ở trong cái ngũ dục rồi. Nó đơn thuần, nó chỉ là tham thích ở trong ngũ dục. Chúng ta nói một cách khác, đó là sở hữu tham nằm ở trong các cái tâm tham thôi. Nhưng mà khi chúng ta nói đến là hữu ái và phi hữu ái, là tính chất của nó, là tính chất của nó, là vì ái mà thường và ái mà chấp đoạn đó, thì cái này nó liên quan đến tà kiến, tức là nói đến những cái tâm tham tương ưng tà kiến. Nếu chúng ta nói theo vì diệu pháp, tâm tương ưng tà kiến, vì tâm chấp trong tà kiến, cho nên chúng ta nghĩ đó là thường, chúng ta nghĩ đó là vĩnh viễn, chúng ta nói nó là thường hằng. Rồi vì chấp vào tà kiến cho nên chúng ta cho rằng đó là hết, đó không có là cái gì hết. Chấp đoạn là không có cái gì hết, không có tái sanh đời trước, không có tái sanh đời sau, không có quả của điều thiện, không có quả của điều ác. Chúng ta chấp vậy. Cho nên chấp thường hay là chấp đoạn cũng đều là chấp hết. Như vậy thì nói đến tính chất của ái đó, thì bao gồm cả dục ái. Tính chất của ái là hữu ái và phi hữu ái. Hữu ái và phi hữu ái. Cái chấp thường có lẽ là chấp còn, là thường kiến. Đoạn, tức là chấp hết trong cái đoạn kiến, tức là sau khi chết là hết, không có tái sanh, không có đời trước, không có đời sau, không có quả của điều thiện, không có quả của điều ác, không có ân đức của Tam Bảo, không có ân đức của cha mẹ, làm phước cũng không được gì hết, không có quả điều thiện, cũng không quả điều ác luôn. Thì cái người đó là cái người chấp đoạn, chấp đoạn. Và chúng ta không khéo đó thì nó dễ bị dính ở trong cái đám bùn lầy này lắm. Thật sự là vậy. Chúng ta đang bị chi phối trong cái đám bùn lầy này thôi. Cho nên chúng tôi thấy cái ý nghĩa của hoa sen, mà Đức Phật ngồi trên hoa sen, mặc dù cái đó là nó cũng chỉ là trong cái văn hóa thôi, trong văn hóa thôi.
trong văn hóa có nghĩa là người Trung Quốc của chúng ta, người Trung Quốc, người Việt Nam hay là một số nước đó, thì quan niệm rằng cái ven Đức Phật ngồi trên hoa sen có nghĩa là từ trong bùn nhơ. Hoa sen thì chúng ta thấy bắt đầu là nó nổi cái ngó sen, ai có ăn ngó sen thì biết từ trong bùn, rồi nó đâm lên trên mặt nước, rồi bắt đầu là nó mới ra hoa, nó mới vượt lên trên đấy, vượt lên trên khỏi mặt nước. Thì sen nó là gì? Nó từ trong bùn nhơ mà ra. Nhưng mà khi mà nó vượt lên bùn nhơ rồi thì nó trở thành một cái vật thứ, cái vật là tinh khiết, tinh khiết từ trong cái bùn nhơ mà vượt ra. Tức là Đức Phật hay là chư vị thánh hoàn toàn giải thoát thì các ngài cũng từ ở trong cái thế giới phàm phu này, nhưng mà rồi đó thì các ngài vượt ra khỏi cái thế giới phàm phu này, trở bậc thành bậc thánh, và các ngài thành Phật, giác ngộ hoàn toàn là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật ngài nói là ai vượt khỏi bùn này, cái sự trói buộc, sự nhơ bẩn, sự lấm lem bởi vì dục ái, sắc ái và vô sắc ái, bởi vì dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Cho nên rằng ở đây nói rằng đè bẹp gai của dục, tức là chỉ cho các cái bậc thánh do tu theo giới định tuệ, con đường mà Đức Phật đã chỉ giáo đó. Chúng ta biết rằng là không phải là một kiếp, một đời mà chúng ta thành được. Các bậc thánh ta nghe rằng là sau khi được Đức Phật giáo hóa, thuyết pháp dạy cho cái đề mục tu tập đó, thì vì đó hành chẳng bao lâu thì chứng quả vị A-la-hán. Thì thật sự ra mà nói thì các ngài đã tu nhiều kiếp rồi. Bây giờ kiếp này nó cũng là viên thành quả mãn, tức là quả thành viên thành quả mãn, tức là được đầy đủ để các ngài giác ngộ thành Phật đấy, gọi là thành Phật, chỉ là bậc A-la-hán giác thành Phật. Thì ở đây đó là cái người mà đè xuống, đè những cái gai của dục, tức là chỉ cho tham đó, mà đè cái đó là gì? Đè đó là bằng cái con đường giới định và tuệ. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái tu của Phật Pháp đó là trước nhất là ngăn ngừa những cái hành vi xấu và thực hiện những cái hành vi lành, cái việc lành ở trong đời sống. Đặc biệt là phải biết ngăn ngừa cái hành vi xấu. Tu trong Phật giáo không phải là để cầu nguyện cầu sinh, mà tu trong Phật giáo là phải tự thân thực nghiệm và chứng nghiệm những điều đó, chứ không phải là mình cầu nguyện cầu sinh. Chúng ta quỳ trước Phật, đảnh lễ Phật, chúng ta nhớ ơn. Chúng ta có những sự cầu nguyện ở đây là cầu nguyện bởi nhớ đến những cái ân đức của Phật. Chứ không phải là nó khác với lại một cái sự cầu nguyện mà bởi vì một thần linh tôn giáo nào đó mà cho rằng cái thần linh đó sẽ phù hộ cho mình, sẽ gia hộ cho mình hoàn toàn, thì nó không đúng cái nghĩa ở đây. Cho nên là khi mà mình có cầu nguyện thì để rồi cái tâm mình được an tịnh, nhưng mà bên cạnh đó thì cái người mình, mỗi người mình tự phải tu tập lấy, tự phải tu tập, tức là phải tự tu thực hành giới. Mà cái điều mình hiểu đơn giản như là một trong những cái ngăn ngừa những cái hành vi xấu thôi, bởi lời nói, bởi hành động thôi. Chúng ta, tâm chúng ta nghĩ sai quấy như thế nào thì chúng ta ráng cố gắng đừng nên nghĩ sai quấy đó. Chúng ta nên nghĩ những cái điều hiền thiện. Bởi trong cái chánh tư tà tư duy ấy, thì mình nghĩ sai quấy, mình nghĩ đến tham, nghĩ đến sân hận, nghĩ đến đảo hại, đó là tà tư duy trong bát chánh đạo đấy. Nhưng mà chúng ta có chánh tư duy là chúng ta nghĩ đến cái, suy nghĩ những cái gì không để cho tham trói buộc. Chúng ta nhìn cuộc đời này, nhìn cái gì cũng vậy, đừng để cho tham trói buộc, dù là một việc nhỏ nhoi. Trói vô tham nó khổ, trói vô tham nó khổ. Không tham này thì tham kia, nó trói buộc là khổ. Và vì vậy cho nên là
chúng ta nhìn nhìn về cái gì đó để rồi tâm đừng có bị trói vào dục tham, tức là ly dục, tư duy vô dục, tư duy vô hận, tức là đừng để cho cái tâm sân của mình. Chúng ta thường bị chi phối, chúng ta thấy cái câu sau đây: đạt được si đoạn diệt, vị tỷ kheo như vậy không cảm thọ khổ lạc. Thấy không? Nếu mà chúng ta suy tư bằng vô dục là gì? Chánh tư duy vô dục, chánh tư duy vô hận, tức là đoạn trừ cái tâm sân của mình, và chánh tư duy vô hại, tức là không có nghĩ đến cái sự não hại của chúng, đồng có nghĩa là một người tu tập thể hiện cái tâm từ của mình, thể hiện tâm bi của mình. Tâm từ là một cái trạng thái tâm mát mẻ đối với mọi loài, mong cho mọi loài được sự an vui mát mẻ. Tâm bi là không nỡ thấy chúng sanh khổ, thấy khổ thì mình không thấy, không muốn thấy chúng sanh khổ. Đó là chức năng, cái khả năng của tâm bi, khả năng của tâm bi. Nhưng mà một người tu tập ở đây đó là đoạn diệt lòng tham dục, đoạn diệt được cái sự sân hận luôn, và đoạn diệt được cái sự si mê. Chúng ta thấy rằng nếu mà một người học trong vi diệu pháp, tâm tham sanh khởi thì cũng có si đi cùng, tâm sân sanh khởi thì cũng có si đi cùng. Cho nên ở đâu si nó cũng có, tâm tham sanh thì si nó cũng có, sân sanh nó cũng có si. Nếu chúng ta tìm hiểu kỹ, có những tâm nó thuộc hai nhân, có những tâm một nhân, hai nhân, một nhân, hai nhân, vân vân, thì nó có nhân si và nhân tham, nó có nhân sân và nhân si, vân vân. Như vậy thì ở đây đó, một người mà đoạn trừ được si, đoạn trừ được tham, đoạn trừ được tham dục nói riêng, và dục ái, hữu ái và phi hữu ái, hay là đoạn trừ ái, thì chính là đoạn trừ được cái căn gốc của mầm mống sanh tử luân hồi. Đoạn trừ si thì đồng nghĩa là đoạn trừ vô minh. Đoạn trừ vô minh. Và chỉ có cái vô minh đó, cho nên là để cho chúng ta nhìn nhận mọi sự việc nó sai trái hết, nó không đúng sự thật. Vô minh đó, là mọi chuyện chúng ta nhìn nó không có đúng. Bởi vì cái người vô minh đó, là không nhìn ra đúng cái sự thật của nó, không thấy được đúng sự thật của nó. Ví dụ như trong kinh mô tả rằng si là gì, vô minh là gì, vô minh là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, tức là không rõ bốn sự thật. Vì mình không rõ bốn sự thật cho nên được gọi là vô minh. Không thấy được sự khổ, không thấy được nguyên nhân đưa đến khổ. Chúng ta bị khổ thì chúng ta chỉ thấy là giờ mình đang khổ rồi đó, mình than trời trách đất vậy thôi, chứ mình cũng không biết được cái nhân nào đưa đến khổ đâu. Và thậm chí có khi biết ấy, nhưng mà cũng không có muốn bỏ đâu, không muốn bỏ cái nhân gây ra sự khổ đâu. Cho nên cái nhân sanh khổ đó chính là tham ái đấy. Tham ái tức là chỉ cho tập đế. Khổ là cái kết quả của tham ái. Chúng ta trôi lăn ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc thì chúng ta phải chịu cái khổ. Nhưng mà cái gì làm cho chúng ta phải trôi lăn thì đó chính là vô minh, đó chính là tham ái. Vì có ái cho nên khiến chúng ta tái sanh cõi dục. Vì có ái cho nên chúng ta khiến chúng ta tái sanh cõi sắc. Vì có ái cho nên chúng ta tái sanh ở trong cõi vô sắc. Cho nên ở đâu có ái thì ở đó có tái sanh. Ở đâu có ái thì ở đó có tái sanh. Vì vậy cho nên là ở đây đó, đạt được si đoạn diệt. Si đoạn diệt tức là chỉ cho vô minh được đoạn tận. Mà quý vị
thấy á, cái vô minh này thường thường đó, ta nói là mình biết làm cái này, biết làm cái kia mình mới làm chứ. Có đâu mà mình không biết làm mà mình làm. Nhưng mà quý vị thấy đó, vô minh mà duyên cho hành, vì mình không biết cho nên mình hành động đấy. Không biết mình động. Không biết được sự khổ nè. Không biết được nguyên nhân đưa đến khổ nè. Nhiều khi mình là có khi có cảm nhận được sự khổ. Ví dụ như mình có lắm lúc mình phải tột cùng của cái sự khổ cảm thọ của xác thân. Rồi tột cùng đau khổ cảm thọ của tâm lý. Nhưng mà rồi là sau khi thoát ra khỏi cái tột cùng của đau khổ của xác thân, tột cùng đau khổ của tâm lý, thì lại bắt đầu là cũng mê tiếp. Mình vẫn thích nữa. Vẫn thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ. Như vậy thì chúng ta cũng trong vòng lẫn quẩn. Chỉ có khi nào mà mình thấy được cái sự khổ mình mới nhàm chán được. Cho nên bậc thánh, đặc biệt là bậc A-la-hán thì các ngài ngán, giống như là chúng ta nói đến 16 tuệ minh sát vậy đó. Có một cái tệ là gọi là yếm bố tệ, ví dụ vậy. Tức là thấy thấy rất là ngán cho cái sự luân hồi này, ngán cho cái sự luân hồi này, ngán cho cái sự luân hồi. Cái trạng thái ngán này đó là đáng nhàm chán, chứ không phải ngán ngẩm này là ghét bỏ gì, nhưng mà đáng nhàm chán, đáng nhàm chán. Cho nên thấy được sự khổ á, thấy được cái nguyên nhân đưa đến khổ. Mà trong kinh mô tả đó, cái vị mà thấy được sự khổ thì đồng có nghĩa là vị ấy thấy được nguyên nhân đưa đến khổ. Ở đâu có tập đế, tức là có tham ái, thì ở đó có khổ đau. Khổ đế mà mình nói trong Di Diệu Pháp, tức là 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sợ, 51 tâm sở. Từ 52 tâm sở trừ 51 tâm sở, còn 51. 51 đó là gì? Trừ tâm sở tham. Bởi vì tâm sở tham đó là tập đế, là tham ái. Tâm sở tham còn lại 51 tâm sở. Khổ đế là vậy. 28 sắc pháp. Khổ đế. Nếu chúng ta tính cụ đủ là khổ đế là 81 tâm hiệp thế, trừ những tâm siêu thế ra, bởi cái tâm đó tâm của bậc thánh. Còn những cái tâm kia bị chi phối là điều luân hồi trong ba cõi hết, dục sắc và vô sắc. Rồi là 51 tâm sở này mà nó phối hợp ở trong đó đều là khổ đế hết. Bởi vì chúng ta bỏ cái sở tham ra rồi, tâm sở tham nó thuộc về tập đế, có mình nó. Nó phối hợp ở đâu thì đều có ái hết đấy. Nó phối hợp ở trong những cái tâm dục giới cũng có ái. Nó phối hợp ở trong tâm sắc giới cũng có ái. Rồi nó phối hợp với tâm vô sắc giới cũng có ái. Cho nên tập đế chính là ái tham. Tập đế chính là ái tham. Mà trong kinh Phật dạy ra khổ đế là mình cần phải biết. Chữ Parinyaya đó là mình phải biết. Parinyaya là pháp cần phải biết. Nhưng mà mình không biết, không biết khổ, không biết khổ. Thậm chí mình có thể một lúc nào đó mình nhận biết cái khổ, nhưng mình nhận biết đó qua cái trí phàm phu của mình thôi. Chứ mình đâu có đủ cái sức trí đạo mà sanh khởi, trí của bậc thánh sanh khởi lên để tận diệt các đức đâu. Không có tận các đức được. Cho nên là khổ đế là như vậy. Nhưng mà tập đế chính là sở hữu tham. Ở đâu có sở hữu tham phối hợp thì chúng ta thấy là tâm siêu thế lấy niết bàn làm cảnh. Cho nên nó không có gì liên quan tới ái hết á. Không có liên quan tới ái. Trong khi tâm sắc giới hoặc vô sắc giới, dục giới thì tùy theo mỗi tính chất của tâm đều là có ái ở trong hết á. Cho nên ở đâu có ái thì đó có. Đâu có ái. Rồi đạo diệt đế chính là chỉ cho niết bàn. Niết bàn
được mô tả như là hai trạng thái của hữu dư y, vô dư y, tức là chỉ cho một bậc A La Hán chứng đắc niết bàn sau khi tận diệt hết phiền não, tận diệt hết phiền não, thì vị đó còn cái thân ngũ uẩn này, nhưng mà còn dư sót cái thân ngũ uẩn này, cho nên các ngài vẫn có sự cảm thọ chứ, cảm thọ nóng lạnh, bệnh đau, rồi đói khát cũng vẫn cảm thọ có. Nhưng mà cái tâm của các ngài không có một chút chi phối gì hết, bởi vì các ngài đã tận diệt phiền não. Cái thứ hai nữa đó là nói đến cái niết bàn của trong trạng thái vô dư y, tức là được mô tả như là một cái sự lìa khỏi ngũ uẩn. Nhưng mà cái phần này rất là tế nhị, chúng ta nói không khéo là nhiều khi chấp không không có, nhưng mà rồi đó chấp có cũng không được luôn. Chấp có cũng không được luôn. Nhưng mà hiểu rằng như là một ngọn đèn mà được dập tắt đi, cái ngọn lửa tắt đi thì chúng ta cũng không có biết ở đâu, chúng ta không biết là cái ngọn lửa bay về đâu. Thì đó là trạng thái của niết bàn của một bậc hoàn toàn giải thoát, là như vậy. Như vậy thì cái diệt đế chính là niết bàn, sự chấm dứt của phiền não, sự chấm dứt tái hiện của ngũ uẩn, sự không còn tái hiện của pháp hữu vi nữa, đó là chính là niết bàn. Còn đâu còn tái hiện của ngũ uẩn thì ở đó còn cái sự khổ, còn sự khổ. Và đạo đế chính là sở hữu bát chi đạo nằm trong tâm đạo. Hay nói trong kinh Tạng thì ở đây đạo đế chính là bát chánh đạo, hay là 37 phẩm trợ giác ngộ. Bát chánh đạo thì chúng ta nói gọn là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cho nên á, sở hữu bát chi đạo đó có thể nói rằng là mình ứng dụng trong hai cái phương diện tu tập và tu chứng. Tu tập và tu chứng. Tu tập là chúng ta đang tu tập đây. Chúng ta ứng dụng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, hay nói là con đường giới định và tuệ. Cho nên tu gì tu, cái tâm của mình cũng phải có cái sự an tịnh nhất định, an tịnh nhất định. Do giới nó hỗ trợ cho cái tâm dễ dàng được sự an tịnh. Nhiều khi là mình ngồi thiền hoài mà sao cái tâm mình không an tịnh. Quý vị thấy rằng nó quân tập từ vô lượng kiếp rồi. Biểu bây giờ mà ngồi chốc lát, dài ba ngày, dài ba tháng, biểu là nó an tịnh hết. Cho nên là chúng ta phải giữ nó, phải giữ cái tâm của mình, phải thật sự an tịnh. Và khi có an tịnh thì mình mới có sở chứng nhé. Có sở chứng. Những người đạt được định thì định ở đây đó, mình hiểu theo đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhưng mà chánh kiến và chánh tư duy thì nó thuộc về phần tuệ. Chúng ta suy nghĩ đúng. Và chánh tư duy ở đây đó là cái nhìn một cái tri kiến xuyên suốt của một bậc thánh, tức là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là thấy đúng, mà chánh tư duy tức là suy nghĩ đúng. Mà suy nghĩ đúng ở đây là suy nghĩ vô dục. Mình nhìn lại cái tâm của mình coi, có khi nào mình suy nghĩ mà nó không có chút tham không? Còn chứ, không có tham được. Mà suy nghĩ chứ như thế nào, mình suy tư như thế nào, đừng gọi là vô dục là không có tham. Rồi suy tư duy vô hận, tức là mình không có buồn phiền, bực bội, khó chịu, trái ý, nghịch lòng. Những chuyện rất là đơn giản đó, không ai làm phiền mình hết, nhưng mà tự động trong lòng mình không hài lòng với một cái gì đó, rai rứt hay hoặc là bồn chồn, khó chịu, vân vân. Tất cả những cái trạng thái đó đều là trạng thái của tâm bất thiện. Cho nên nếu chúng ta nghĩ lại đó, với một điều mà một người có chánh kiến tức là thấy đúng, và chánh tư duy tức là suy nghĩ đúng, và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng xem như là phần giới học. Cái đó nó là căn bản của nền tảng của một cái người tu.
Một người tu mà không có giới thì không có được cái sự an tịnh nội tâm. Cái người tu mà không có giới thì không thể có an tịnh nội tâm. Và khi mà không có an tịnh nội tâm thì làm sao mà tuệ sanh khởi để mà tận trừ những cái phiền não được. Cho nên ở đây nói rằng là đạt được si đoạn diệt, vị tỷ kheo như vậy không cảm thọ khổ lạc. Gì thấy không? Chúng ta còn cảm thọ khổ lạc rất là nhiều. Khổ lạc mình hiểu ở đây cả thân là tâm luôn á. Đừng có nghĩ khổ là thân không, mà khổ bao gồm cả thân và tâm luôn. Tâm ở đây là ưu á, phiền muộn bực bội khó chịu không hài lòng. Nhưng mà thân á, thì đau đớn, thân đau đớn, thân cảm thọ đau đớn. Dù như lạnh quá chúng ta tê buốt, chúng ta chịu cũng không nổi. Nóng nực quá thì chúng ta cũng nóng, chịu không nổi. Cho nên là một người nhìn thấy rõ như vậy đó, thì đối với một bậc vị tỷ kheo mà không còn có cảm thọ, không còn có cảm thọ. Cho nên trong kinh có một lần hỏi Ngài Xá Lợi Phất đó, tức là có một vị tỳ kheo hỏi Ngài Xá Lợi Phất, cái vị tỳ kheo tên là U Đá Dí đó, hỏi Ngài Xá Lợi Phất vì sao mà Ngài nói là đó là lạc Niết Bàn. Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói là không có cảm thọ là Niết Bàn, không có cảm thọ là Niết Bàn. Thì khi chúng ta còn có cảm thọ thì chúng ta còn đâu gọi là Niết Bàn được. Cảm thọ lạc, vui, khổ, xả gì đó thì thường thường là ái, thường thường nó là thọ duyên cho ái. Với một người phàm phu đó là thọ duyên cho ái. Hạ thọ thì vẫn duyên cho ái. Nó làm duyên, làm điều kiện để cho ái sanh khởi. Cho nên cả chúng ta ưa thích với những cảnh trái ý nghịch, chúng ta suy nghĩ về cái cảnh trái ý nghịch lòng, hay hoặc là chúng ta suy nghĩ về những cái cảnh mà thích thú cũng là ái hết. Chả cái trạng thái mà chúng ta không có thích hoặc là không có chán ghét gì đi nữa, nhưng mà ít ra chúng ta đang chấp nhận lấy nó, đang chấp nhận lấy nó. Khi chúng ta chấp nhận có sự hiện diện của nó đều là ái lắm. Cho nên lấy nếu một người phàm phu mà cảm thọ thì dễ sinh ái lắm. Bởi vậy cho nên là chỉ có một cái hạnh phúc lạc tốt nhất, là tuyệt đối nhất, đó là không có cảm thọ. Đó là cảm thọ của cái gì? Chúng ta nói là cái lạc gì? Lạc đó là lạc của Niết Bàn. Niết Bàn năng Paramang Sukhang. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy vậy. Tức là Niết Bàn là an lạc tối thượng nhất. Còn mình, một người phàm phu thì dễ bị có cảm thọ. Cảm thọ. Thì ở đây trong cái nội dung của kệ ngôn này đó, thì Đức Phật dạy rằng ai vượt khỏi bùn này, đè bẹp gai của dục, đạt được si đoạn diệt tỷ kheo. Vị tỷ kheo như vậy không cảm thọ khổ lạc. Thì chỉ cho cái bậc A-la-hán. Có nghĩa là Ngài Ananda sau khi được Đức Phật hướng dẫn, nhắc nhở như vậy, và bị các vị tỳ kheo đồng phạm hạnh trêu chọc là giống như là một người buôn bán, giống như là một người làm thuê như vậy, cho nên là vị này cũng mặc cảm, cho nên là vị này cố gắng tinh tấn thực hành, rồi từ bỏ đối với các cái ái tham trong cuộc đời, vì đại ngay trong hiện tại. Đó là cái ý nghĩa của cái bài học hôm nay. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui trong chánh pháp. Xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng được an lạc. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích.
Dạ, chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, chúng con kính tịnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mít đến Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, Đại Đức Tuệ Đức có trúc mái không cho con một tín hiệu. Dạ, dạ con kính dân mít đến Đại Đức Tuệ Đức. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính lễ ân đức Tam Bảo. Con thành kính lễ Thượng tọa Pháp Tăng cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt chư Tăng để phúc chúc phước báo đến toàn thể đạo tràng. Tê thà la tha su khi ta vi ru la ha bu tha sa sa ne a ro ga su khi ta ho tha sa ha sa pe hi nha ti phi. Cầu mong cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật Đạo. Cầu mong cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Sittaya chanagatha, sithama tu sithama tu sithama tu idang phalang etasming ratanatayasming sambasadana che taso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tăng Đại Đức Tuệ Đức.